Em Hồng Ngọc xin việc kính chào toàn thể quý vị anh chị. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội. Hôm nay thì lên sóng các bác một trong những em xe sedan hạng C đáp ứng cho mọi người nhu cầu và vừa khỏe này, độ ngồi rộng rãi thoải mái mà tầm tiền lại chỉ bỏ ra khoảng 500 thôi nhá. Thực sự là rất hợp lý đúng không ạ? Và đây là em Elantra 2.0 sẵn biển thành phố rồi, nên là bác nào có đăng ký về Hà Nội thì cũng không phải mất tiền biển Hà Nội nữa, chỉ mất tiền thuế sang tên thôi mọi người nhé. Đó, bây giờ thì mọi người hãy cùng đi vào tổng quan về hình thức của chiếc xe cùng em nhé. Với phong dáng tuổi 2019 này thì thực sự là thay đổi đã là coi như là gần hoàn toàn luôn đấy ạ. Và em đánh giá là cái thiết kế nó thư sinh và nó nhẹ nhàng hơn và nó trơn hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ 2017. Chiếc xe có tông màu đen, nội thất kem, odo đi chuẩn là 40.000 km. 2019 thì đi 40.000 km thì cũng khá là vừa vặn, thậm chí là cũng khá là ít, không phải vào quá nhiều mọi người ạ. Đấy. Bây giờ thì mời mọi người sẽ cùng đi vào cận cảnh các đường nét về phía thân xe này. Hiện trạng của chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy là em nó có một cái thiết kế nó rất là tối giản thôi, nhưng mà ăn điểm như lúc em đã quay mọi người cái phần vành mâm ấy, ăn điểm thiết kế thực sự là rất là ưng ý. Và ăn điểm tiếp theo mà cái em thích nhất của chiếc Hyundai Elantra là chính là thiết kế ở đây. Chúng ta sẽ mở cốp rất là tinh tế đúng không ạ, ẩn ở trong phần thiết kế logo và dòng chữ Elantra thì được dập nổi tạo nên một cái phong cách. Đây, khoang chứa đồ cho mọi người nhìn tổng quan là thấy đây, khoang chứa đồ để được rất là thoải mái luôn nhá. Chưa kể là không gian ngồi của hàng thứ hai thì cũng rất là ổn luôn. Lốp dự phòng của chiếc xe thì khả năng chắc em sẽ quay sau cho mọi người, vẫn còn lốp dự phòng mọi người nhá. Đây, keo chỉ trên xe đây ạ. Mời mọi người hãy cùng em di chuyển đến phần khoang nội thất của chiếc xe. Với một trong những màu tông nội thất thì mọi người có thể nhìn thấy là em nó có tông màu nội thất kem như em đã nói rồi. Ghế da thì của Hyundai là như mới rồi. Alo, anh mua xe gì ạ? À không, em không có dòng đấy rồi, em đang dở việc một chút, em gọi lại anh nhá. Dạ. Và bây giờ thì mời mọi người di chuyển đến phần khoang lái nhá. Vì là phiên bản 2.0 nên chiếc xe được tân trang rất là nhiều option rồi mọi người ạ. Từ ghế chỉnh điện này cho đến các đường nét thiết kế bên trong nhẹ nhàng mà tinh tế. Đương nhiên thì cũng có cái nhược điểm là vẫn có khá là nhiều nhựa cứng. Đây là một nhược điểm của Hyundai, thì thực ra là với cái tầm tiền ấy thì em đánh giá là nó cũng không phải là quá là bị quá xấu, nhưng mà cũng sẽ là một cái nhược điểm để nó bị mất đi cái độ sang đúng không ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là tính ứng dụng thực tế rất là ổn. Cruise control này, rồi là đàm thoại rảnh tay, màn hình, chế độ clean air rất là hay, lọc không khí rất là ổn nhá. Điều hòa tự động này, sạc không dây, sưởi ghế, nói chung là rất là đầy đủ. Remote tận 3 chế độ lái rồi. Một trong những chiếc xe không hề bị thiếu chút nào. Tuy nhiên là cũng có cái nhược điểm như em đã nói là nó sẽ có phanh tay cơ. Thì đối với những anh cánh đàn ông thì việc này nó là điều bình thường. Thì cũng phải bù kể lại là máy móc động cơ của Hyundai thì rất là dễ dùng, dễ đi. Chi phí bảo dưỡng thì cũng rất là ổn, bình dân. Ai cũng có thể sử dụng được xe của Hyundai. Và đương nhiên là tính thanh khoản bán thì cũng rất là tốt. Lên đời nó không bị mất giá quá là nhiều. Đó. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng em di chuyển đến phần khoang máy đấy như em vừa quay. Thì với khoang máy động cơ 2.0 thì đi khỏi phải lăn tăn là có bị yếu hay không rồi. Thực sự là rất là khỏe luôn ạ. Và tiêu hao nhiên liệu thì cũng sương sương lên đến khoảng tầm 7,5 lít mọi người nhá. Đó thì là một chiếc Elantra 2.0 bản 2.0 là bản full rồi đấy ạ. Và sản xuất 2019, odo 42.000 km, giá bán hiện nay đang có mức giá chỉ quanh quanh khoảng 500 thôi. Cân đối cụ thể với chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin chào, hẹn gặp mọi người.